Chính vì lý do đấy thì khi mà các bạn đấy báo cáo xong, bảo vệ xong, lên điểm, cầm tấm bằng trên tay thì bên mình mới được phép chính thức quay cái video này, public lại được chúng. Xin chào tất cả các bạn, mình là hỗ trợ đồ án công nghệ thông tin đây. Đó thì các bạn có thể thấy nhìn ở trên màn hình của mình đây là một cái hệ thống mạng, nhìn nó rất là đồ sộ đúng không ạ? Tuy nhiên, cái này chỉ là một hệ thống mạng LAN cho một công ty thôi ạ. Đó, nhìn nó đồ sộ thôi nhưng mà nó chỉ là một cái rất là cơ bản đúng không ạ? Cho một công ty gồm hai chi nhánh. Thì hôm nay mình xin được phép giới thiệu với các bạn một cái báo cáo thực tập. Đó, thực tập tốt nghiệp ở trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, khoa Công nghệ Thông tin. Thì các bạn này nhờ mình hỗ trợ là thiết kế hệ thống mạng LAN cho một doanh nghiệp, một công ty làm về game. Thì các bạn đấy rất là may, các bạn đấy chỉ còn mỗi môn này là các bạn đấy là ra trường cầm tấm bằng đấy rồi. Thì là mình sẽ phép được nói qua về một chút đó. Thì các bạn đấy đã nhờ mình làm và bọn mình hoàn thành vào ngày mùng 8 tháng 3. Đó, chính thức hoàn thành là vào ngày 8 tháng 3 đây ạ. Đó thì đến hôm nay thì mình mới quay được cái video này đó, để public ra lại chúng. Tại vì sao? Tại vì thông tin của bên mình là bảo mật thông tin của khách hàng 100%. Vì thế, chính vì lý do đấy thì khi mà các bạn đấy báo cáo xong, bảo vệ xong, lên điểm, cầm tấm bằng trên tay thì bên mình mới được phép chính thức quay cái video này, public lại được chúng. Đó, nên cái vấn đề này các bạn khách hàng làm việc với bên mình thì yên tâm 100%. Được chưa? Rồi. Tiếp theo ở đây là mình xin phép được nói qua về một chút về cái phần đề tài báo cáo này. Ở đây là báo cáo thực tập thì thường là các bạn chỉ làm đến rồi lắm từ 30 đến 50 trang là nhiều đúng không ạ? Mà đây mình làm cho tận là 70 trang gần 70 trang. Thì ở đây là mình xin phép được giới thiệu qua một số nội dung chính. Ở đây các bạn ấy sẽ đi gồm 3 chương. Thứ nhất là giới thiệu tổng quan về mạng LAN, vì cái này là phần lý thuyết ở trên mạng cũng rất nhiều và phần dịch thuật nó cũng có rất nhiều. Đó, ở đây thì mình đã có trích dẫn nguồn tài liệu các thứ để tránh bị đạo văn. Đó, đảm bảo quyền lợi cho các bạn. Và sau khi mà check thông tin hay là check một phần mềm nào ở đấy ở trong trường các bạn thì đạo văn thấp nhất là dưới 25%. Tiếp theo là về phần chương 2 là thiết kế quy hoạch và triển khai mạng LAN theo nhu cầu của một công ty giải trí game. Và tất nhiên khi đã nhắc đến doanh nghiệp thì mình phải có gì? Khảo sát doanh nghiệp rồi, về hiện trạng mạng các thứ ở đây. Được chưa? Đó, nó rất là chi tiết và đầy đủ. Phần 2 rất là dài. Và các bạn thấy đây là mình. Đó, được chưa? Khảo sát từng thiết bị, nó tên thiết bị nó như thế nào, thiết bị mình có quy hoạch ở đây, nó rất là đầy đủ. Tiếp theo là phần quan trọng nhất của cái phần báo cáo này, đó là phần thực hiện mô phỏng và đánh giá kết quả. Thì mình đã xây dựng trên phần mềm Cisco Packet một cái hệ thống này, như các bạn đã thấy trên màn hình, được chưa? Mình chụp màn hình vào, mình đưa dữ liệu vào, nó rất là chi tiết. Đó, ở đây của mình có đào triển khai VPN này, tại vì ở đây là công ty doanh nghiệp gồm hai chi nhánh, đó. Ở đây mình có giải thích mô hình, đó, giải thích mô hình rất chi là kỹ cho các bạn đấy, bởi vì các bạn đấy có thể là đọc báo cáo các bạn đấy lên bảo vệ và được đánh giá điểm rất là cao, được chưa? Đó, có hình VPN ở đây, rồi các thứ ở đây, rồi triển khai các dịch vụ mạng, một web server, DNS server, rồi DHCP server. Rồi, quan trọng nhất là cái phần là triển khai dịch vụ VPN để kết nối giữa hai chi nhánh. Đó là về phần báo cáo thực nghiệm của bên mình. Và phần thực nghiệm bên mình ở đây có phải là vé bừa hay không? Vâng, xin thưa các bạn là không phải vé bừa đâu. Ở đây thì mình phải dựa trên cái việc mà mình đã khảo sát doanh nghiệp thì mình mới trực tiếp vé cái mô hình đấy. Ở đây thì các bạn có thể thấy là mình đã khảo sát doanh nghiệp là sơ một, sơ đồ mặt bằng đúng không ạ? Ở đây là gồm 4 tầng, tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4. Phòng server, phòng kỹ thuật 2, phòng giám đốc, phòng kinh doanh marketing, phòng kỹ thuật 1, phòng hành chính nhân sự, phòng tài chính kế toán và các phòng tương tự đây, ví dụ như là phòng server thì nó sẽ có hình ảnh như thế này. Được đó, các bạn có thể thấy rất là đẹp đúng không ạ? Và phòng họp nó sẽ có hình ảnh như thế này. Và phòng giám đốc. Được chưa? Thì dựa trên cái biểu đồ sơ đồ mặt bằng này thì mình vẽ ra được cái sơ đồ này, ví dụ như là tầng 4 này, gồm phòng server và phòng kỹ thuật đúng không ạ? Đấy, tầng 4 là gồm phòng server và phòng kỹ thuật. Thì tương tự như đây, phòng server và phòng kỹ thuật 2 và phòng hành chính nhân sự. Đó, thì nó đều dựa trên những cái cơ sở lý thuyết là mình đã khảo sát và triển khai thực nghiệm nó đàng hoàng và chính tu. Đấy các bạn. Rồi, ở đây là mình xin phép được nói qua về cái phần triển khai thực nghiệm. Phần triển khai thực nghiệm thì mình sẽ đi vào phần chính là triển khai VPN, cấu hình VPN thôi. Cấu hình VPN này các bạn có thể là nếu mà các bạn đã học qua chương trình CC này rồi thì các bạn có thể cấu hình VPN một cách nó rất là đơn giản thôi. Có nghĩa là mình sẽ cấu hình ID set VPN tunnel ở đây. Đó, nó tạo ra cái đường hầm giữa router R1 và R3. Còn R2 là IPS là dịch vụ cung cấp là nhà cung cấp dịch vụ mạng. Đó, được chưa? Là cái vùng màu đỏ đây. Đó, thì mình có thể test qua một chút là mình sẽ ngồi từ phòng giám đốc, hoặc ngồi từ phòng giám đốc. Đó, mình cấu hình DHCP, mình sẽ binh tới ông server đi. Ví dụ mình sẽ binh ông server. Thì xem ông server này có địa chỉ IP bao nhiêu. Đó, mình vào xem địa chỉ IP là con này là 192.168.1.111 đúng không? Thì mình sẽ binh tới 192.168.1.111. Đó, thì binh chắc chắn là thành công rồi, được chưa? Gửi đi 4 cái tin là thành công cả 4. Và tương tự mình sẽ ngồi từ ông giám đốc này mình thử binh tới chi nhánh xem có được không? Được chưa? Mình sẽ binh tới chi nhánh xem có được không? Và chắc chắn là sẽ được rồi. Đó, binh tới. Tại vì là cái báo cáo này đã được thầy duyệt và được hội đồng đồng ý 192.168.3.3. Bây giờ mình sẽ binh. Rồi ok em xong. Đầu tiên khi các bạn binh là các bạn đã gửi hai cái tin đi và các bạn hai cái tin đúng không? Là do khi mà các bạn nếu mà các bạn về làm về mạng máy tính ấy thì các bạn đã biết khi mới đầu binh thì sẽ bị quốc mất mát mất tin trên đường truyền. Bây giờ mình sẽ phép binh lại chắc chắn là 4 cái tin mà thành công cả 4. Đó thì các bạn đã thấy đúng không? Cái này nó y hệt như trong thực tế thôi. Đó, nhưng bạn nào mà theo ngành an toàn thông tin hoặc là theo network ấy, nó đi làm về mạng hệ thống ấy, đó thì các bạn sẽ biết. Được chưa? Đó, nó rất là đầy đủ đúng không? Tương tự ví dụ mình sẽ binh tới PC3 chẳng hạn, nó tương tự thôi. Tương tự ví dụ mình sẽ binh tới 3.30. Đó. À, khi mới đầu binh, cái này thì mình mở lên từ tháng trước mà. Khi mới đầu binh thì nó sẽ có gói tin bị mất mát trên đường truyền. Còn lại 3 cái tin sau là được này. Bây giờ mình sẽ binh lại lần là chắc chắn là có 40 tin, đúng không? Có nghĩa là đây là bucket này, xiên là gửi đi 40 tin, revive là thành công 3 và lock là 1. Đó, bây giờ là hiện tại là thành công cả 4/4. Chứng tỏ là cái sản phẩm này đã hoàn thành tốt theo đúng kịch bản đề ra. Đó, theo đúng kịch bản đề ra thôi.
và cái đồ án này thì thực hiện trên Cisco Packet Tracer thì nó cũng không gọi là quá là nâng cao đúng không? Tuy nhiên thì mình phải làm cách gì đấy nó gọi là đảm bảo chính chu rồi hoàn thiện nhất để gửi tới các bạn khách hàng, và thì các bạn mới có thể là có một cái báo cáo thực tập nó rất là hoàn chỉnh đó. Được chưa? Cuối cùng là phần tài liệu thông cáo thôi. Tài liệu thông cáo đây thì bên mình cũng đã trích dẫn theo đúng chuẩn EIA để cho để tránh cái việc đọc ăn. Thì video của mình quay tới đây là hết. Nếu mà các bạn có nhu cầu hoặc là muốn trau dồi thêm kiến thức thì có thể liên hệ tới bên mình, thì bên mình sẽ gửi miễn phí bộ tài liệu về các chương trình học về mạng máy tính. Xin xem đây cho các bạn. Video của mình quay tới đây là hết ạ.